Chào mừng quý vị và các bác đã đến với kênh Hoa Lan Ninh Bình. Đây là kênh video lập ra nhằm chia sẻ khám phá về hoa lan, kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chơi, chăm sóc hoa lan. Rất mong quý vị và các bác ủng hộ đăng ký kênh, ấn vào nút thích video và thầy hay xin chia sẻ cho mọi người cùng xem. Kênh YouTube Hoa Lan Ninh Bình xin trân trọng cảm ơn. Vâng, em xin mến chào các bác yêu hoa lan trên toàn quốc. Đặc biệt là các bác mà yêu thích cây địa lan. Thì cũng xin thưa với các bác thì hôm nay em xin quay gửi đến các bác cũng như là chia sẻ một cái chậu địa lan có cái cần hoa và cái mặt cái hoa của cái cần hoa địa lan đỏ đấy. Nó có một cái cần hoa và một cái bông màu đỏ thì rất là đặc biệt. Và đây là cái hàng mà em sưu tầm. Em sưu tầm 2 năm rồi. Của các bô lão ngoài Hà Nội đấy ạ, của các anh chơi địa lan lâu năm. Và em đang trồng trên hai cái chậu này cũng là hai cái chậu gốm Phù Lãng, chậu gốm cổ Phù Lãng các bác nha. Và hôm vừa rồi thì có một bác cũng ở Hà Nội các bác, là lại có cùng cái quan điểm và cái sở thích yêu cái cây địa lan đỏ. Thì em đồng ý bán cho bác cái một chậu. Và bây giờ thì em xin quay chi tiết để cho bác xem nha. Và vì quay gửi lên các bác nên là em cũng vừa bày trang trí tí cho nó lên video cho nó đẹp. Hai cái chậu cây thì em để trên hai con voi và em bê một cái chậu Hoàng Vũ đặt ở giữa cho nó đẹp. Vâng, và bây giờ thì em xin quay gửi đến bác khách ở Hà Nội. Đây là cái chậu thứ nhất nhé. Cái chậu thứ nhất. Chậu là một cái chậu này thì nó có nhiều thân, nhưng mà thân nó thì không được to. Cái trước kia mà mua về là cái thân nó to và lá nó to nó dài. Nhưng mà vì là cái môi trường nó thay đổi, do vậy mà bây giờ nó mới quen và bây giờ nó mới đang phát triển. Thứ hai nữa là em tách ra đấy, em tách đôi cái cụm đấy ra thì em trồng. Thì bây giờ là nó đang phát triển, nó đang lên này. Đấy. Và cái chậu này nó giống chậu kia, nhìn thoáng thì nó giống, nhưng mà nó khác quá nha. Đấy, nó có hoa nổi đây nhưng mà nó lại không có cái đường viền ô này. Tí nữa em quay cái chậu kia cho bác xem. Và đây là mặt trước của cái chậu. Em xin quay để em quay vòng quanh cái cây này cho bác xem. Đấy, đây là có một cái thân rất là to đang lên 4 lá đẹp. Và đây là cái thân mẹ của nó thì bây giờ là nó đã, em đã cắt lên đi rồi. Đấy, thân mẹ nó đã cắt lá đi rồi, cắt ngắn nó đi đấy. Còn đây là những các cái thân con. Và bây giờ thì nó mới ổn định chậu và nó mới đang phát triển. Đấy, đây là cái chậu thứ nhất nha. Chậu thứ nhất. Và bây giờ thì em quay sang cái chậu thứ hai. Thì bác thích chậu nào thì bác lấy chậu đấy. Trong hai chậu này em chia sẻ cho bác một chậu. Đây, cái chậu này thì nó cũng là, các bác nhìn nó trắng thế này, nhưng mà không biết cái gốm ngày xưa các cụ làm thế nào, nhưng mà
trông nó như chậu xi măng nhưng mà nó không phải các bác nhé, bằng chậu gốm, gốm Phủ Lãng. Cái chậu này thì nó có cái kẻ vuông ở đây, còn cái chậu kia nó không có. Và đây là cây. Đấy. Chậu bên này thì đẹp hơn. Hình như hôm qua bác cũng nhận cái chậu này. Đấy, đây là em trồng thì em trồng bằng đất Nhật và phân. Đấy. Còn cái hoa của nó thì tí nữa em lồng vào video đây cho các bác xem. Đấy. Đây là em quay tổng thể đây, các cái thân mẹ của nó là cũng đã bị cắt lá này. Cắt này. Đấy, cắt lá. Cắt đi hết rồi, còn có cái cuống này. Vâng, đấy, em vừa quay một vòng để cho các bác xem và chiêm ngưỡng. Đấy, tổng thể. Đây là hai cái chậu địa lan đỏ. Thì hôm nay em xin quay gửi đến bác khách cũng như là gửi đến các bác cùng xem và chiêm ngưỡng. Thì cũng trên cái tinh thần của em, ngày trước thì các bác theo dõi kênh của em lâu, các bác biết rồi, trên cái tinh thần là mình vừa chơi vừa chia sẻ và thu hồi vốn. Quan điểm của em thì nó rất là rõ ràng. Mình đầu tư, mình chơi và mình tranh thủ mình thu hồi vốn, còn lại thì mình để mình chơi thôi. Đây, như cái chậu Hoàng Vũ này, đợt đầu năm đấy em có một chậu rất là to, em phá em chia sẻ cho các bác rồi, giữ lại 3 thân để trồng. Và bây giờ thì nó lên được 6 thân rồi. Nó lên được 6 thân và như cái chậu này thì Tết thì nó ra hoa thì cũng nó ra được 2-3 bông, vài bông thì cũng đủ để chúng ta chơi và chiêm ngưỡng rồi. Vâng, thôi vậy em xin chào các bác nha. Em vừa quay cũng như là vừa chia sẻ đến với các bác hình ảnh cũng như là cái quy cách của cái hai cái chậu địa lan lưỡi đỏ của em. Xin trân trọng cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các cái video khác.